Rồi cô bác của anh chị thấy chân của chú kìa, nó cong cái xương lên thành chữ cờ luôn á. Ai nó cong cái xương lên. Rồi chắc... Ai ai cũng bảo rằng chợ mới quay nhân. Ở nơi đó có một người xưa cứ chiều chiều làng ra bờ sông giặt cao, chúng tôi yêu nhau hơn sao. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại cái hướng đi ở đây là từ thành phố Cao Lãnh về thành phố Hồng Ngự, cô bác quý anh chị. Ở trên quốc lộ 30 nè, thì trên cái quá trình mà Bùi Hồ đi á, thì vô tình gặp được cái chú này nè. Chú ở trong một cái mái nhà, chú ngồi thì mình tâm sự với chú thì một chút xíu mới biết là chú ở đây một mình. Con chào chú. Chú ơi, chú tên gì ha chú ha? Hoàng. Chú Hoàng ha? Dạ. Chú Hoàng. Chú Hoàng là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 50 thêm một tính tuổi tuổi nhà nước là 53. Bị năm 67. Phải không? Như là 2001 là 263 quên 54 53 tuổi. Rồi. 53 54 tuổi rồi. À. Ừ. Hàng ngày thì chú Hoàng là làm công việc gì? Một lần thì dắt xe đạp tới dắt xe Honda rồi đó. Dạ. Vậy làm đường cao quá thì dắt xe lên xuống nó khó nè. Đến ban. Cái đường này cao nên chú không dắt nữa ha. À, mấy tháng nay cái giá ban đường là thấp thấp dắt được. Dạ. Đường ông mà dắt giá được chứ đường vợ đâu dắt lên xuống được. Là trước đây là chú Hoàng là mười mấy năm nay làm công việc dắt xe thôi. Dắt xe không làm gì cả. Có thời ở đây nè, đất của cộng cơ nhà nước đó, mình hỏi người ta mình cắt giá xe vậy đó, người ta đâu cho ai ở đâu, cho mình tôi ở à, để mình ở mình làm mướn giá xe đâu đó, sửa xe giá xe, sửa xe đạp, đó là giá xe không đa. Bây giờ mấy tháng nay làm đường cao dắt lên chứ khó. Mỗi chiếc vậy chú giá được bao nhiêu tiền? Một lần thì 10.000 chiếc không đa nha, 10.000 rồi xe đạp thì 5.000. Giá nguyên đêm luôn hả chú? Dạ. Giá nguyên đêm luôn hả? Ai chắc lại đúng thì mình giá là phước cho người ta, bằng đêm thì người ta cho nhiều cho vậy đó. Còn ngày thì quyết định thì 10.000. Người ta mới cho thêm thì kiếm 20.000 không cần chứ để á. Mới quyết định thì 10.000 không à. Chú có vợ con gì không? Đó giờ sao con ta sống mình. Sống mình luôn hả? Dạ. Chú mấy anh em? Sáu với mạng mà có chồng vợ ta rồi. Người dùng bà già thì ổng chết cùng bà với mấy đứa cháu đó. Chú có ba mẹ của chú còn không? Ổng mất lâu rồi, còn mình bà. Thấy chú nhiêu tuổi rồi? Má thứ hai. Bà là 79 à. À, cũng như là bà chục tuổi thôi, bà là 80 rồi đó. Mẹ chú chết. Sống ở đâu? Dạ. Mẹ chú sống ở đâu? Thì ngày ngoại sống với mấy đứa cháu đó. Cháu nó ở với bà, cha mẹ nó đi làm công ty đó, thì nó ở nó sống với bà, gả chồng cho bà với mấy đứa nó ăn học rồi đó. Dạ. Nhà này là ai cấp cho chú Hoàng? Lúc đó thì là anh em với bà già rồi cắt cho mấy anh em này là ba cây cũ là làm. Dạ. Bằng cái tên nó lợp là ông anh gãy, ông mua ông cho. Tên này hả? Ừ, hồi trước nó dột nát ta à. Anh gãy ông mới mua ông cho đó. Lợp mấy tháng nay đó. Thì tôi đâu có tiền đâu. Không có tiền hả? Mình xài hàng ngày đã nè. Em ốc bây giờ cho tiền mình xài hàng ngày. Cơm gạo thì mà có ăn rồi. Dạ. Cơm gạo thì mẹ lo thôi vậy? Ừ. Ồ mẹ 80 tuổi mà làm gì có tiền nuôi chú? Bảy gì bả có mấy con đất ra rồi cho người ta mướn người ta làm mấy công bằng đâu có lời lớn gì mấy đứa kia đi làm công ty ra ngồi quên đâu có đây đâu là sao chú Hoàng không chịu có vợ hay sao? Mặc dù mình nói chung á phải vậy, mình sống một mình để cho cha mẹ nuôi đi. Bây giờ biết nó trung thành mình phải gì nó đặc biệt là nhớ của bác bà nuôi nó tội nghiệp quá. Mình nói vậy đi. Chú mọi sinh hoạt của chú tự lo được hết không? Sinh hoạt thì cũng như mình cơm nước thì mẹ mới lo rồi.
tiền bạc thì anh em cứ gửi tiền nó cho mình xài những nhín nhút vậy đó. Cái chân của chú là bị sao chú hả? Hồi nhỏ vậy nè. Trời ơi. Cái chân của chú đây hả? Hai. Ôi ôi. Bị gì chú? Bác sĩ nó bị gì không? Hồi đó gì đâu bác sĩ đâu. Đi thì được, đi cũng vậy. Trời ơi, trong bên đây coi chú. Vậy nè. Ôi ơi. Chú đứng lên được không? Được. Đâu đứng lên coi con coi cái chú săn quần lên đây. Trời ơi trời 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 trời. Ừ. Cô bác của anh chị thấy chân của chú kìa. Nó cong cái xương lên thành chữ cờ luôn á. Ừ, nó cong cái xương lên. Ở chân bên kia chú. Cũng vậy nè. Trời ơi. Chú đứng mà không được luôn hả? Đứng thì được, cũng mà dành bây giờ đi mất chịu đi mất chống gậy. À, chú đi ví dụ như chú đi đây đoạn ra sao chú đi kiểu sao chú đi rồi còn coi với coi. Cái này cái nhà lát công nghiệp chú đi như vậy nè. Nè. Đi gần không à. Đi nè. Có cái gậy gì nè. Trời ơi. Đi đúng. Gần gần được. Dạ. Con quay chú để hỗ trợ chú Hoàng. Dạ. Ôi thấy chú Hoàng cái đôi chân của chú ngộ ghê á. Chú là anh em chú Hoàng hay sao? Không phải sớm, không phải sớm. Cộng nào, không ra đây không chơi. Dạ. Là chú không cộng. Ở đâu? Dạ, con cháu không cháu. Dạ. À, con chú dở lại lần nữa cho cô bác của anh chị xem. À, chú ngồi vậy. Trời ơi trời. Cô bác của anh chị thấy không? Cái đôi chân của chú kìa. Không biết sao mà xương bác sĩ nói sao chú Hoàng? Hồi đó vậy đâu có đi bác sĩ đâu. Từ mẹ đẻ ra vậy luôn hả? Mẹ sinh ra chú này nói là biết từ nhỏ luôn nè. Chú Hoàng là khổ dữ nha chú ha. Trời ơi, mấy chục năm rồi đó ha chú Hoàng. Nhỏ lên nha. Tối đêm ngủ nhức dữ không chú? Không nhức hả? Mỗi lần thì tới 50 gram rồi đó. Dạ. Mỗi lần thì còn trẻ trẻ hai mấy ba chục tuổi á. Dạ. Chống chạy đi cũng được là 500 thước cây số phải không? Ồ. Bây giờ lớn tuổi mình đi chừng 100 thước trở lại à. Chống chạy 100 thước trở lại lên đi hết nổi hả? Nó mệt mỏi giò. Mỏi giò hả chú? Dạ. Ờ, cái xương của chú nè cô bác của anh chị thấy thương ghê không? Dạ. Vì ở đây lúc mà chú còn nhỏ chú có đi học không chú Hoàng? Không có học. Vì lúc đó đây cái trường nó xa lắm, đâu có đi chống chạy đâu có đi học được. Cha mẹ khổ rồi đâu ai đâu đưa rước đi học. Thời đó đâu có xe bọn rồi đâu mà đưa rước. Nói bây giờ ừ. Con gặp cái chân của chú mà lần đầu tiên con thấy chân chú mà nó cong vậy luôn. Chân lạ nhất Việt Nam luôn á. Dạ. Mẹ sinh ra vậy luôn đó. Trời ơi dạ. Chưa có công gì nữa. Đâu có lao động lao đâu, làm gì được đâu. Đi không linh thần mà lột đập mới vậy. Chỉ có một lần ở đây lết tới đuôi giá xe. Giá xe đạp mình á. Xe ông đa. Nhà hai cái tay nó mạnh cãi mình cho xe à. Rồi. Thì tối ngủ rồi sao cho nhức đau gì không chú? Không có nhức đạp đi hồi nhỏ đó, nó quen rồi. Cái cây này khoảng 1 mét đó cô bác của anh chị. Khoảng 1 mét hả chú Hoàng? Chú Hoàng đứng lên con đo coi. Chú Hoàng cao khoảng 1 mét không? Chú Hoàng cao khoảng 1 mét à. Có đôi chân cực kỳ kỳ lạ luôn. Mới lạ. Dạ. Nguyên tỉnh Đồng Tháp này. Nguyên nước Việt Nam mà chú là một cái đôi chân kỳ lạ nhất nước Việt Nam luôn mà sống trong một cái hoàn cảnh khó khăn như thế này nè. Chợ cấp lẫn luôn nhà nước thiện tháng 400 để 5 ngàn. Dạ. Ừ. Chú tắm rửa ở đâu? Nhà nước. Đâu đâu chú đi ra sao dẫn con đi ra sao với? Cho nhà nước gạch cho mình xài cho không có. Chú này là bạn của chú Hoàng hả? Hàng xóm. Sớm đó. Chú hả? Ở sớm luôn ơi. Nè chú tắm xài cho nước nè. Chú quan nước nè. Dạ. Chú... cho tôi xài á. Ta bắt nước cho chú xài luôn ha. Này, không ăn tiền nước. Không ăn tiền nước luôn ha. Cho xài ăn tắm rửa vậy đó. Tối chú ngủ đây luôn hả? Ngủ đây nè. Chú ngủ chỗ này đây. À. Ngủ đây nè. Dân mùng ngủ. Dân mùng ngủ rồi sao chú dân mùng được? Đứng gì mình bán này nè. Đứng dậy cũng vịnh nè, đứng dậy. Chú vịnh vậy nè. Bán lên vậy nè mình ngủ rồi.
Ồ. Nó có mất chẳng gì đó. Dạ. Ngủ. Thương ghê trời. Thấy không? Thì tỉnh Đồng Tháp mấy cháu cũng gì vào máu phải không? Dạ. Thì tỉnh Đồng Tháp là thấy khoai quá lại rồi đó. chú Hoàng có việc tài ca hát gì không? Không. Không hả? Không, có lúc còn nhỏ thì học đàn, đàn bậy bạ rồi chơi vậy đó. Đàn cổ hả? À, rồi lúc mà từ ngày mà cao ok tới giờ nghỉ đàn luôn đó thôi. Là chú đàn được luôn hả? Được, mà giờ nghỉ mà luôn mười mấy năm nay không có đàn nữa. Nhưng mà có cái đàn là chú đàn được không? Được mà là đạt vào bữa mà đừng đâu có được nghèo được. Dạy bắt câu trong cổ à. Ha, người ta dạy mình chơi dùm không mà dạy câu trong cổ lần nghe chơi. Giờ cái đàn nó hư luôn mười mấy năm nay đâu. Rồi vòng vòng nay có cái đàn không chú? Vòng vòng ở đây có ai có cái guitar không? Không có. Dạ. Mà này nó quên nó chơi rồi. Mấy năm về trước mà cao cơ tê cái bây giờ rồi đàn được 6 câu chú lặng nha quá lâu rồi. Rồi. Bữa hôm nào con tặng cho chú cây đàn được không chú? Dạ. Nhận không giờ dạ, đàn nhà ai đâu ca miếng có đàn mấy bả rồi chơi coi tặng cho chú cây đàn chú nhận không? Nhận chú đàn ha. Dạ chú đàn nhớ thì ông giật giật cài bữa ra rồi lặng được à. Mai mốt con sẽ hứa tặng cho chú cây đàn. Cái đàn mỗi lần chú cũng hư rồi cứ bỏ cái giờ tới không ai mà ca nhưng giờ ta ca trên truyền hình không ai luôn. Ca nhưng mà chú đờn được là chú phải ca được chứ. À, lúc trước cũng ca được mà quá lâu rồi không có ca nữa không ơi, không biết chữ không thuộc lòng không à. Đúng rồi chú thuộc lòng, có những người mà không biết chữ ca cực kỳ hay nghe chú. Mỗi lần này còn ca được, bây giờ quá lâu rồi không ca vọng nữa ơi. Chú làm thử câu cho nghe mấy câu nói thiệt á, con là khán giả chú làm câu mùi mùi cho nghe. Đó con giờ lâu quá nó quên nghe gan lên xuống câu trong cổ là được rồi. Bùi Hồ muốn nghe chú ca và để thấy được cái tâm trạng nó yêu đời nó lạc hoa. Dạ, là cái quên khúc quả. Dạ. Tình ca bán chợ mới chậm nghe mà ca không có nhạc nha. Dạ. Cái chợ có hồ nào năm nay được bao nhiêu rồi, ai ai cũng bảo rằng chợ mới quê hương. Ở nơi đó có một người thương, cứ chiều chiều làng ra bờ sông và cao. Chúng tôi yêu nhau hơn 6 năm trời mà chưa thành chồng thành vợ. Cái tánh thằng Tâm hay cọc cằn vì sợ sau này không hồng, sợ bị ăn hiếp. Hai ông bà cứ gần chưa chịu cho hai đứa. Chỉ hai đứa gần nhau kết nghĩa cháu đàn. Đàn sớm họ bàn tới bàn lối, anh buồn thiệt là buồn. Lâu cao quá nó mệt. Lần trước ca nhiều thuộc rồi mà ca nhiều lắm. Vì mình không biết chữ đâu có cao kê bọn gì lắm. Ở mình như buồn không chú? Tạo bà ra trầm sớm lại nói chuyện rồi tối ngày luôn. Sáng thì nói bình trời mấy chú cháu ngầu uống nước trà nào chắc ngày mẹ anh về hết rồi đó. Dạ. Trà bữa nay lò nè. Lò này là lò nấu nước trà ha. Dạ đó. Sáng ngày mấy chú cháu anh em bu là uống nước trà. Mãn giờ ta về ta ăn cơm mình nằm ở đây. Dạ. Ai lại nói chuyện được chơi. Bây giờ nghỉ giá xe ra đây ngồi cũng như là nơi cái trọ cái nhà ngủ bên đây. Mình thì muốn anh em rủ đi chơi đem xe là nó chở mình đi chơi. Chở đi chơi rồi hay nó chở mình về. Bị đi bộ xa nó mệt á. Cũng vòng vòng ở đây không đi vô cổng đi chơi thôi đi về. Thì anh em thấy mình ngồi buồn đó. Chở mình đi chơi. Cũng thương ha. Ừ anh em cũng thương. Dạ. Chồng sớm không à. Sáng cũng hai ba ngờ ngủ được cả. Con ngày lắm ra tối ngày. Hơi gã. Ông cũng sống mình á. Ôi Dương sống mình luôn hả? À. Ôi ơi. Con thì có chồng vợ hết. Ông cũng mình, tôi cũng mình. Tôi cô đơn còn chia này. Vì sao chú không ra đây ở với chú này luôn? Ông có nhà. Chồng á. Ông nhà trung cộng. Ông có con, có con. Chú giờ có, dạ chú nhà nước thôi chú nếu con có ước muốn thì chú có ước muốn gì không chú? À biết ước
Dạ. Sống một mình thì nhu cầu có tiền bạc đồ xài thôi. Chứ giờ vợ con là không có ham. Sống với ai thôi cũng ham. Mình bằng mình nuôi ta đâu có được đâu. Thì có vợ con gì nó cỡ mình mất công. Ừ. Mình không có tiền, không có sức lao động mình nuôi người ta ha. Nuôi nó rồi nó chở mình đó. Để mình sống mình đi. Cha mẹ anh em thì cho ăn uống xong thôi. Cái gì mình đâu có đang ham hố cái gì. Dạ. Nói chung là bây giờ cũng không có ước muốn gì nhiều. Không có gì. Không có tiền có bạc luôn xài tới lui gì đó. Chứ già hay chết thì rồi anh em mình nó trông. Giờ đâu có ham gì đâu. Rồi thời gian tới là không có giá xe nữa, chú dự định làm gì không? Cũng chưa biết làm gì cả. Đến ban đường thấp thấp xuống này cũng giá bài bại. Ngày được vài chục ngàn vậy đó. Dạy với chú xe không đa không được vài chục ngàn. Bây giờ nghỉ thu nhập mấy tháng nay rồi? À, thu nhập rồi. Em Út nó mặn gạt tiền điện cho mình xài hàng ngày đó. Cút thuốc, cút men vậy đó. Chứ cá mắm thì bà già kia bà già bà nuôi rồi. Nghĩ cũng sinh ra là mới sinh ra là bị vậy luôn dạ. À, hầu như biết khôn là tới giờ là vậy đó. Hồi nhỏ mình không biết nha, mình biết khôn là mình biết là vậy tới giờ luôn đó. Sinh ra bà nó tặc chữ buôn mẹ nhỏ mình biết lúc sao. Đó mẹ của chú nói sao? Thì mới nói trong sinh buôn mẹ sinh ra. Hầu nhỏ thì nói chung thì đi đâu rồi mà mẹ bà ẩm không à. Lớn lên mình trong gậy mình đi được á. Thì mình trong gậy mình đi. Thì bà kể hồi nhỏ 4-5 tuổi rồi chưa có đi được á. Còn ẩm không đó. Từ khoảng 10 tuổi lúc lên rồi tập đi rồi mà trong gậy rồi đi đó. Mình đây vô nhà xa chú đi bằng cái gì? Đi vô cổng nè. Mình muốn về ngoại nè. À, em Út rồi nó chở về ngoại. Chở ngoài hả? Ngoài chơi rồi chở về. Dạ. Đi đâu có anh em. Chứ đâu có chống gậy qua đường được. Đi qua đường nó đường siêu bự. Nó khó đi lắm. Có đi gần thì cả chừng lại qua đó đi đâu. Mà ít có đi bởi lắm. Dạ. Cũng làm kẹt gì mới đi bởi chừng ít có đi. Đi đâu rồi anh em chở đi chơi không à. Dạ. Thôi hôm nay thì đến đây tình cờ đến đây gặp chú Hoàng. Chú Hoàng cho con coi lại cái đôi chân kỳ lạ của chú lần nữa đi. Con thấy sao mà lần đầu tiên mà con thấy cái chân mà nó bị... Thôi thì coi chứ tôi đâu có nói gì đâu. Dạ. Mọi người, cô bác anh chị thấy chú Hoàng nè. Cái đôi chân kỳ cực kỳ kỳ lạ luôn. Quá lạ rồi. Xương cong mi gan là một cái... Nghiệt lượng của mẹ sẽ ra tao biết rồi mẹ ơi. Chú sống nhà mà. Dạ, thôi chú Hoàng hôm nay thì thay mặt anh được gửi cho ở Hồng Ngự mình á. Dạ. Hồng Ngự Đồng Tháp mình á, gửi dạ. Cho chú 500 nghìn. Dạ, cảm ơn chú nha. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Để chú có dạ. Tiền chú mua nước trà rồi chú uống. Dạ, cũng mua trà có khi mình hết anh em nó cũng mua đem lại mình uống. Dạ. Mình hết anh em người ta hùng vô ta mua với mình á. Dạ. Thì củi vòng vòng nó cũng qua củi vô. Dạ. Mình nó có nóng nước thì mình uống trà chơi vậy đó. Tại cái nước ta cho không à, không có tiền. Mình tắm rửa vậy đó. Có nghĩa là ta cũng thương mình. Dạ. Rồi người ta cho, rồi nước người ta cho mình xài sử dụng không, điện. Không có điện. Đây không, nhà này không điện luôn hả? Xài đèn dầu mà. Dạ. Đèn dầu. Thôi con cũng tình cờ nhưng mà chú cháu mình cũng có duyên. Dạ dạ. Là nữ hôm nay đến đây thì con thay mặt cho anh được để dạ. Mà... đợi cho chú 500 ngàn để chú xài hàng ngày ha. Dạ dạ, cảm ơn anh chú. Dạ. Mua thuốc, mua men, mua trà rồi uống. Rồi con chào chú, hẹn gặp lại chú vào những dịp sau nha chú Hoàng dạ, nha. Dạ, dạ.